Tin giáo sứ Bến Sánh, thiếu nhi giáo sứ Bến Sánh vui Tết Trung Thu 2018. Hòa trong không khí rộn ràng vui tươi của ngày Tết dành cho các em thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước, ngày 22 tháng 9 năm 2018 tại giáo sứ Bến Sánh, đoàn thiếu nhi giáo sứ Bến Sánh đã tổ chức đêm văn nghệ ẩm thực mừng Tết Trung Thu 2018 với chủ đề Trăng tuổi thơ dành cho các em thiếu nhi trong và ngoài giáo sứ. Vào lúc 17 giờ, Chương trình bắt đầu với thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các em thiếu nhi nhân ngày Tết Trung Thu dưới sự chủ tế của cha phó phê Rô Nguyễn Thanh Tâm cùng với sự hiện diện của rất đông các em thiếu nhi và quý phụ huynh. Đúng 19 giờ, văn nghệ mừng Tết Trung Thu được chính thức bắt đầu với phần múa lân và lời tuyên bố khai mạc của cha phó phê Rô Nguyễn Thanh Tâm. Những màn trình diễn cây nhà lá vườn của các em trong ban văn nghệ hòa với âm thanh ánh sáng hiện đại và phần MC dí dỏm của chú quậy chị Hằng đã làm cho không khí đêm hội trở nên sôi động và thu hút nhiều khán giả nhí. Song song với chương trình văn nghệ, các gian hàng ẩm thực cũng thu hút rất đông mọi người với đa dạng các món ăn phục vụ chu đáo. Chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp là nhờ vào sự cầu nguyện yêu thương, ủng hộ tinh thần của cha sở Jeronimo Nguyễn Phi Hùng, cùng với sự đồng hành của cha phó Phaero Nguyễn Thanh Tâm, quý ân nhân, đặc biệt sự cộng tác nhiệt tình trong các công tác chuẩn bị của quý thầy, quý dì, quý vị ban hội đồng mục vụ giáo sứ, quý hiền mẫu, anh chị em di dân, các bạn huynh trưởng và đội trưởng đã góp phần làm cho chương trình thêm hăng hái và tràn đầy niềm vui. Tuy có chút vướng ngại về thời tiết, nhưng nhờ ơn Chúa ban, tất cả các em cũng đã có một đêm hội tràn đầy niềm vui với không khí mát mẻ trong lành trong buổi tối trung thu. Chính những tiếng cười của các em đã xóa tan những mệt mỏi lo lắng của những người trong ban tổ chức. Sau tiết mục cuối cùng là phần phát quà trung thu cho hơn 500 em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ. Niềm vui và sự háo hức của các em được nhân lên khi mỗi em được nhận một chiếc lồng đèn xinh xắn, một gói quà nhỏ. Chương trình kết thúc vào lúc 20 giờ 30 trong tiếng cười đầy tình thân ái của các em thiếu nhi và những thành phần tham dự. <laughs>